Này, chú có người yêu sinh ấy, thích nhở? Dạ, người yêu sinh thì cũng thích thật đấy. Nhưng mà lúc nào cũng còn lo lắng lớp lớp là sợ mất người yêu. Với lại dạo này là em đang nghi là nó thù bịch lăng nhăng. Ui dào ơi, chú thì chỉ có đa nghi thôi. Em ấy thì em cũng không muốn nghi ngờ người mình yêu đâu. Cho nên là em quyết định trộm điện thoại của nó ra đây để mở ra xem nó có gì linh tinh không. Nó cài mật khẩu lại còn mật khẩu vân tay với đâu chứ. Đấy, nó không có gì mờ ám thì làm sao phải cài mật khẩu. Đưa đây. Đấy, mở được rồi. Làm kiểu gì hay chứ. Nó cài vân tay mà một máy này là cài được hai cái vân tay cơ mà. À từ từ, để anh xóa mấy cái ảnh của anh trong máy đã. Để anh xóa mấy cái ảnh của anh trong máy đã. Sao? Bây giờ chỉ còn ảnh của chú với nó thôi. Ừ nhỉ. Thế mà em lại cứ nghi oan cho nó. Tội nghiệp lắm. Ai? Dậy. Gì đấy? Ôi, nhà có giường không ngủ đi vào đây ngủ cái gì? Dậy, nhanh. Nhanh tôi bảo đây này. Bây giờ ấy là đến tháng trả tiền tháng lương cho thằng Tôm rồi. Tính xem như nào trả tiền đi, chứ tháng này nghỉ dịch chả có tiền đâu. Thế nào nhỉ? Thì như thế nào nữa. Bây giờ ấy, một là cho nó nghỉ việc. Nope. Hai là phải có cách gì đấy để trừ bớt tiền của nó đi. Tiền à? Nó mà nghỉ thì ai làm việc nhà cho tôi? Thế từ trước đến giờ nhá, không có thằng Tôm thì ai? Trước khác bây giờ khác. Cháy. Tôm. Ra đây xem nào. Thì hò hét trong đây cháy cái gì đấy? Đúng rồi đấy, cháy đâu? Cháy cái gì? Thế từ nãy giờ mày hò trong nhà là cháy cái gì? À, cái bài hát gì mà hôm dạy con đấy? Cái bài cháy lên đi lửa xanh cao nguyên, người ta cháy có một lần thôi. À, cháy cao nguyên. Đúng rồi. Cháy. Sao mày cháy lắm thế? Gì mít lại, ổng chả là gì về nghệ thuật cả. Thôi, đi vào trong nhà nhá, đóng kín cửa nhá, một mình mày nghe thôi nhá. Hát phí cho mày nghe rồi, còn hạnh nguyện. Đi vào. Đúng một câu cũng không nhớ. Đúng rồi. Vừa nãy là nó bảo cái gì nhỉ? Cháy đúng không? Mà cháy thì phải cần có ga đúng không? Mà cháy là phải cần có củi đúng không? Đúng rồi. Củi với ga bây giờ giá bao nhiêu? Củi bây giờ tầm 20.000 một bó. Bình ga chắc cũng tầm 3 lít đấy. Tốt. Tôm. Ra đây ông bảo nhanh lên. Không gọi gì gọi lắm đấy nhỉ. Vừa nãy là mày cháy được bao nhiêu cái cháy nhỉ? Ủa nhiều cháy lắm. Không nhớ đâu. Nhiều lắm à? Nhiều không ạ? Cháy nhiều, cháy cả cao nguyên. Cháy luôn cả cao nguyên rồi. Tôm ơi, tao cũng đến lạy mày. Tao nói cho mày biết nhá, mày có biết là cái cao nguyên đấy là bà mày thầu từ rất lâu rồi không? Đúng rồi. Bà mày phải trồng những cái cây rất là nhỏ mà bây giờ nó lớn nó mà mày cúi mày đốt như thế thì còn gì nữa hả Tôm? Gì vậy, có chuyện tự nhiên vô lý thế nhỉ? Có một cách giải quyết duy nhất cho mày thôi này. Bây giờ ấy là mày đốt rồi đúng không? Đốt. Bình thường là cái cao nguyên đấy là bà mày tầm đắc lắm, mất bao nhiêu tiền đấy. Nhưng thôi, lấy rẻ mày 3 triệu thôi vì cái tội mày đốt cao nguyên của bà nhá. Thế nên là tháng này trừ nửa lương nhá. 3 triệu cả nhà con ăn cái gì? Chốt như vậy đi nhá, đi vào. Em thấy chưa? Rồi, ôi, có mà dám cháy nữa, cháy nữa là anh trừ tiếp. Thôi, đi vào nhà mà ngủ. Ngủ gì đây? Đi. 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 Mày lại cháy tiếp đấy à? Mày chưa thấy sợ à? Cháy lần này con đốt rừng nhà con, con đốt cao nguyên nhà ông. Thôi được rồi, dù sao thì là mày đốt rừng nhà mày không liên quan nhà tao. Nãy là ông thấy cái giọng ca của mày là đúng thật sự là rất là thiên tài ấy. Đấy. Thế nên là ông quyết định là sẽ cho mày đi một khóa gọi là học thanh nhạc miễn phí. Thật không? Ừ, học miễn phí luôn, không mất tiền. Đấy. Khi sau này con thành ca sĩ. Đúng rồi. Đấy. Thế là ông bà lại được ké người nổi tiếng. Thế nhưng mà như thế này, vì là không mất phí học đúng không? Thế nhưng mà phải mất cái tiền gọi là ăn uống. Thế nên là ông tính là mày là còn 3 triệu tiền lương còn lại ấy, thì ông sẽ chuyển cái phí 3 triệu đấy sang cái phần nuôi ăn nữa ở nhé. Ai dạy con ạ? Ông sẽ là người dạy cho con nhé. Ông dạy. Ừ, chốt như vậy đi. Thế nhá, ta đi ngủ đây. Cháy nó đi. Cháy đây. Này, khôn như ông ấy, quê con á, nấu giềng hết rồi. What? Không có tiền trả lương thì bảo một câu, thằng này cho nợ tháng sau trả. Giá cái trò mèo ra. Thích cháy à? Đã thế á? Cho cháy thật luôn. Cháy thật rồi, răm vào răm đây. Ôi, cái thằng này nấu hết cả đầu. 12 giờ trưa nó không cho ai ngủ trưa hay sao nhỉ? Này,
bà có ngửi thấy mùi gì không? Có không ạ? Ôi tôi chết tôi rồi. Ui cái bếp nó cháy rồi kìa. Ôi giời ơi, tôm ơi là tôm ơi, cháy rồi, cháy dập đi.